Chào các bạn. Giờ thì mình đang mở bộ nồi 10 món của Rosler. Đây. Vỏ ngoài nhìn rất là đẹp và sang trọng. Có cách đóng mới. Nó to chắc chắn mình như cũ. Đây, đây là hai cái vung kính này. Mình lấy xem nào. Đây là một nồi cỡ 16 và một quánh 16 này. Và đóng rất là cẩn thận. Đây. Đây là một nồi cỡ 24 và một nồi cỡ 20 cm. Nồi cỡ 24 là có thể được cả được. Bên dưới là hai cái vung. Vung của nồi 24 và vung của nồi 20. Vung làm rất là cẩn thận. Đấy là cả phần cao su ở cái lớp đấy. Đây. Dưới là một chõ này. Và cùng với đấy là một cái ca sữa này. Đấy, chõ cỡ 20. Dưới là một chảo, chảo này cỡ 24. Chảo chống dính. Chảo chống dính của Rosler cũng rất là thích. Tầm thứ hai của chõ. Còn đây là chảo cỡ 28 cm. 10 món mà mình vừa mới tháo ra. Đấy, mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn thấy được là bộ này một set đầy đủ nó gồm như này. Hai chảo bên dưới là chảo 28 cm và chảo 24 cm. Thì chảo 28 cm là có thêm một cái vung kính nữa. Và rất là khít và đẹp. Còn về phía bộ nồi thì ở đây là mình có một cái nồi 24 cm. Đây cỡ to nhất, bạn có thể sử dụng để nấu cà. Set bên cạnh là một set chõ 2 tầng Rosler rất là đẹp. Mọi chi tiết đều gì rất là hoàn hảo. Cái phần thiết kế quay như này là quay nấu sẽ không bị nóng này, không bị truyền nhiệt này, có thể cầm trong quá trình nấu. Đây, phần dưới vung họ còn lắp thêm cái phần cao su để làm êm trong cái vung nồi. Còn đây là một cái nồi cỡ 20 cm. Rồi mình sẽ hay sử dụng hơn này, rồi nấu canh các thứ này. Một nồi cỡ 16 cm, nồi nhỏ. Cạnh đấy là một cái ca để mình có thể mọi người hay sử dụng, hay gọi nó là ca múc sữa ấy. Và cuối cùng là cái quánh. Này. Quánh 16 cm. Bên trong có vạch chia độ rất là rõ, vạch chia mức nước. Là rất dễ sử dụng. Thiết kế rất là đẹp. Còn đây là phía sau của đáy nồi, có biểu tượng Rosler cùng với các biểu tượng mà dùng được cho tất cả các loại bếp, bao gồm cả bếp từ. Chào. Bộ nồi 10 món của Rosler thiết kế rất là đẹp, chắc chắn, bền và dày. Nếu như các bạn quan tâm và muốn đặt một bộ nồi như thế này thì mời vào website guto.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua Facebook Shop Guto hoặc theo số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn đã xem.